now turn up. Chào các bạn đến với kênh Lê Bình Official. Hôm nay Lê Bình làm video này gọi đến tất cả các anh em đam mê bóng chuyền. Một chủ đề này nói chung rất là hấp dẫn các bạn. Một chủ đề này đa số là có rất nhiều các bạn không banh hỏi Bình đó là anh Bình ơi, anh góp ý coi theo quan điểm của anh thì trong Việt Nam mình có mấy tay cầu thủ nào có thể đụng độ được với Campuchia về 3-3-4-4 đó. Thì hôm nay mình sẽ làm chủ đề này, anh em mình cùng nhau thảo luận về cái về những tay cầu thủ nào trong Việt Nam mình có thể giao lưu đấu được với Cam 3-3-4-4 các bạn. Thì nói gì 3-3 thì các bạn có thể theo dõi ở video kế tiếp. Thì hôm nay mình sẽ bàn luận với các bạn là ở thể loại đấu là 4-4 nha các bạn. Bởi vì 4-4 là hầu như từ trước tới giờ mình được biết mà Cam mà qua bên Việt Nam mình mà giao lưu các bạn, tất cả đều hầu như là mình phải nói là 4-4 là đa số 10 trận là Cam ăn hết 8 trận rồi các bạn. Còn nói chung là 3-3 thì có ăn có thua, có qua có lại. Còn nhưng mà nói về mà 4-4 thì theo mình được biết là đa số là Cam qua là đều ăn. Chỉ có mình nhớ là đâu một lần là đánh hồi năm 2015-2016 các bạn, thì Cam có qua giao lưu với 4-4, đánh hẹn 4-4 với Việt Nam mình, nó là đụng độ với Đặng Long Kiếm ở sân Hóc Môn quận 12 á, là sân Hóc Môn á là sân của anh Đen á các bạn. Ấy thì sân đó thì hôm đó thì mình có đi vòng mình canh liêm, mình về sáu này kia, mình hỗ trợ sân bóng á, vì sân đó là có sự hiện diện có mặt của mình đó. Thì mình cũng biết trận đấu đó là Cam đánh thua Đặng Long Kiếm, mình nhớ là hình như là anh Thiện Nhí nè, rồi anh Thiện Nhí, rồi Đặng Long Kiếm nè, rồi mà hai người nữa hình như là anh Dũng Lăng nè, hình như là anh Dũng Lăng và anh Cao Sơn đó các bạn. Thì mình cũng anh Cao Sơn là anh tướng còi đã lâu quá rồi mình cũng không nhớ trận bóng đó nữa, nhưng mà mình biết bên Cam là bộ bốn mà thua Đặng Long Kiếm á, thì bộ bốn đó phải nói là thời đó là chùm Campuchia đó các bạn, là thời đó là anh Náp anh xuống rồi đó. Thì bộ bốn đó thì mình nhớ là có bộ bốn đó là đánh thua bên Việt Nam mình, đó là bộ bốn của Tốt nè. Tốt là đợt đánh 3-3 với Khanh Super ở quận 12 đó các bạn. Thì Tốt nè, rồi Hua nè, Hua là cái cầu giữa đó, bước một giữa lên rồi đánh nhanh luôn á. Rồi Cui là đánh cầu tay trái. Rồi Sultana là chuyền hai các bạn, lúc đó là bên Cam triển khai ba trắng luôn á mà trắng không được Đặng Long Kiếm á. Rồi Sultana chuyền hai là ở dưới thủ. Phải nói là bộ bốn nó rất là ok mà, nhưng mà không có may mắn cho nên là thua Việt Nam mình đó. Thì mình nhớ là có được bộ bốn đó. Còn ngoài ra tất cả các trận đấu mà sau này luôn hoặc là trước trận đấu đó luôn thì mình thấy hầu như là 4-4 là bên Việt Nam mình là đa số là thua Cam không mà các bạn đó. Thì một số trận mà mình được biết là bên Việt Nam mình cũng hẹn 4-4 là thua Cam đó, là nhớ ở trận Cầu Tre đó. Thì có một ông bầu ở bên Cầu Tre đó, thì tuyển mấy anh em mà trong nhà ở ngoài miền ngoài đó cũng vô giao lưu đánh 4-4 với Cam. Thì Cam cũng quýnh lúc đầu cũng giành co tới khúc sau Cam nó phát té hết trơn nè đó. Thì rồi tới sau này cũng hẹn đánh 4-4 ở Bình Dương nè, rồi ở nói chung là ở Đồng Nai nè, rồi đụng với Thạch Đen này kia cũng rất là nhiều quá các bạn. Đen Trường Nhẫn Bom bộ 4 á, rồi có cái đợt hẹn với Quý MC đó. Thì nói chung là hầu như là Cam đánh năng không à, đánh thắng không à các bạn đó. Thì có một số trận thì mình được biết. Thì bây giờ mình sẽ tổng kết lại là theo quan điểm của mình là những tay nào có thể mà đụng độ 4-4 được với Cam các bạn. Trước hết là theo mình là bộ 4 bãi biển trong Việt Nam của mình á, bộ 4 ở Sài Gòn mình đó, bộ 4 bãi biển đó các bạn. Thì bộ 4 đó thì mình cũng đợt cũng thấy rồi, cũng thấy rồi là Đăng Méo nè, rồi quý nhóc nè, đánh biên hai nè, rồi anh Cao Sơn, anh Dũng Lăng là bộ 4 đó. Bộ 4 đó có thể đụng độ được với Cam đó các bạn. Thì bộ 4 đó có khả năng, nhưng mà nói chung mà Cam mà nó gom hết của nó lại mấy vàng mà vàng mạnh của nó lại thì nó sẽ khác. Nhưng mà mình cũng được biết là bộ 4 là của quý nhóc nè, Đăng Méo và
anh Cao Sơn với anh Dũng Lăng là có đánh giao lưu 4-4 với bên bên Cam là bên Na Map Neymar đó các bạn, bộ 4 mà ăn bên thắng bên Thạch Đen ấy trường nhóm bom đó. Thì bộ 4 đó thì cũng có vua bên bộ 4 bãi biển, thì nói chung là bộ 4 nó cũng có khả năng đó các bạn. Rồi ở miền ngoài là khu vực là miền Trung á, là khu vực ở bên Nha Trang Khánh Hòa đó, thì cũng có thể là đụng độ được với Cam. Thì bộ 4 mà mình được biết ở ngoài bên Khánh Hòa đó, bộ 4 nặng ký á, có thể là anh Quốc nè, anh Trực nè, anh Vinh nè, rồi có thể là kèm theo anh Giếp nữa các bạn, có thể kèm theo anh Giếp nữa, thì có thể là bộ 4 nó cũng có thể là đụng độ được với Cam, nó cũng có khả năng là thắng Cam đó các bạn. Thì kết quả thì cũng chưa biết, thì theo nhận định của mình á, thì những bộ 4 mà có thể đụng độ. Còn nói chung là bộ 4 của mấy anh em mà Đồng Nai thì cũng có đấu giao lưu với Cam rồi, thì các bạn cũng thấy cũng thua rồi, thì mình cũng không có nói. Rồi còn một số mà tay mà giả sử như mình mà gáp vô 4-4 á, mình có thể tiếp Cam được, cũng có thể đánh thắng Cam á các bạn. Thì mình ví dụ như giả sử như vị trí bộ 4 của mình nè, bộ 4 thì đương nhiên có 4 vị trí đúng không các bạn, thì ở đây là 4 người. Vị trí giả sử như vị trí đánh cầu phải thì vị trí số 4 thì có thể là Thạch Đen á các bạn. Thạch Đen là ok nè, rồi Học Vĩnh Long đó, mình có thể mình lựa cái cầu vị trí số 4 nó có thể tầm cao như Thạch Đen nè, Học Vĩnh Long nè, nói chung là bước 1 cũng ok đó, hai người này cũng khá là ok đó. Rồi vị trí giữa là vị trí bắt bàn hoặc là có thể lên tấn công nhanh đó, thì có thể là anh Tài Súng, khả năng là chỉ có Việt Nam mình là chỉ có anh Tài Súng với anh Trực có thể là đứng vô vị trí đó thôi, mới có thể là đánh thắng được Cam thôi các bạn. Vì có hai người đó bước 1 thì khỏi nói rồi, thì như vậy hạn chế được cái sức tấn công về cái lối phát bảo của bên Cam á. Nói chung là bên Cam phát khó chết hai người này, thì nói chung hai người này có thể lấn sân bao bước 1 được, thì như vậy thì yên tâm về cái bước 1 hơn. Rồi còn vị trí trái cầu trái các bạn, vị trí cầu trái vị trí số 2 tấn công số 2 á, thì có thể là các bạn, thì theo quan điểm của mình á, thì có thể là Quốc Dư có khả năng đó các bạn. Quốc Dư thì rất là ok á, bởi vì nếu mà theo các bạn á, thì có thể là Quốc Dư bước 1 Quốc Dư hơi yếu xíu, nhưng mà yếu gì 3-3, nhưng mà 4-4 thì khác. 4-4 thì Quốc Dư đứng tại chỗ, mà nhiều khi bên kia phát cũng không có gây khó khăn được Quốc Dư được các bạn. Nhưng mà Quốc Dư lợi thế được cái, các bạn biết cái gì không, tấn công tầm cao, phải nói cái tầm bậc của Quốc Dư phải nói 30 mấy, mà các bạn nghĩ đi, chấm rất là ok. Mình lợi được cái tấn công mà tầm cao nữa nè, và mình lợi được một cái nữa là Quốc Dư chấm nữa, mình có thể mình triển khai luôn chấm 3 cũng được nữa các bạn đó. Mà có Quốc Dư ở giữa, Quốc Dư sàn qua sàn lại, thì nói chung muốn Cam muốn đánh thắng cũng hơi khó nha. Rồi giả sử mà đánh 4-4 thì chắc chắn bên đội hình bên kia, bên Cam á, họ sẽ triển khai chắn bóng là chắn 3 không à. Mà bên mình phải cần có hai cái tầm cao, hai cái máy bóng banh cao, giả sử như cỡ tầm Quốc Dư hoặc là tầm của Thạch Đen, Hồng Chính Long á, thì có thể. Bởi vì những tay này họ đã va chạm mà đánh 4-4 đánh độ ở ngoài trời này kia rồi, cho nên là rất là ok, cho nên là họ quen cái lối đánh ở ngoài trời này kia cũng rất là ok các bạn. Thì nói về mấy tay trong nhà thì cũng có nhiều tay có khả năng đánh nữa, nhưng mà có thể là họ không có quen đánh ở ngoài sân đất, sân cát, chân trần á, thì tới khi mà ra đánh thì nó khác các bạn, nó khác dữ lắm. Thì vậy các bạn đừng có nhận định, các bạn đừng có xem những người đánh ở trong nhà đó đánh tốt rất là ghê nha. Các bạn nhận định ra đánh ở ngoài trời nó khác 100%, nó khác rất là xa nha các bạn. Ở đây là theo kinh nghiệm của mình nhận định và mình biết được đó. Đó gì vậy, mình xem những ai mà có thể ở va chạm ra ở ngoài sân cát rồi ra đánh độ đánh gì ở va chạm rồi, thì tâm lý họ sẽ dẫn. Nhiều khi các bạn có thể thấy tay nó đánh trong nhà đánh tốt đó nha, đánh giải đánh gì ok nha, nhưng mà ra đánh độ cái tâm lý nó sẽ khác các bạn, tâm lý sẽ khác. Rồi khán giả đâu có như muốn mà được, khán giả ngồi vòng là nhiều khi đánh họ chê họ này kia, nhiều khi họ nói này nói kia tùm lum á, rồi tâm lý mình không có vững á, mình nghe mình sao lãng cái là mình mất tập trung là thua liền đó. Vì vậy những người mà mình nhận định đó là những người này có thể là họ đã ra đấu trường độ, họ đánh rồi, vì tâm lý họ cũng rất là vững. Vì mình theo nhận định của mình á. Rồi còn về chiền hai các bạn,
Về chuyền hai thì nói chung là mình có thể mình kiếm một chuyền hai nào cao cao được đó các bạn, kiếm một chuyền hai nào mà ra Ấn Độ cũng thường xuyên đó mà cao cao, có thể sàn trắng được, hỗ trợ trắng bóng được đó thì nó tốt, thì mình sẽ lên chia mình sẽ triển khai mà trắng ba mới có thể trắng được cam, mà nói trắng hai cũng chua lắm các bạn, cam nó lên tấn công nó lên ba mũi không à, giống như ba mũi mà đợt đánh với Đặng Long Kiếm á thì lên ba mũi thua mà mất đúng một rồi nó lên nó đánh nhanh thì như vậy chịu không có nổi đâu đó, rồi hai bên quýnh biên bay nó bắn biên bay quýnh dù dù á, một trắng thật sự mà nói nhưng mà có trắng dư cao á thì cũng cũng khả năng trắng bóng cũng không có được cao, tỷ lệ trắng bóng đó các bạn, vì vậy mình bay trắng nó sẽ ok hơn, rồi có quốc dương ở giữa sàn thì nó kẹp như vậy gây khó khăn hơn cho cam đó. Thì chuyện hay rồi, theo mình này cũng có thể là mấy anh em có thể như anh Vinh cũng được các bạn, như anh Vinh ở ngoài Khánh Hòa gáp vô cũng được nè, hoặc là có thể là anh Cao Sơn chuyền cũng được nè đó, chuyền hai thì anh Cao Sơn cũng có thể trắng được, nói chung là anh Vinh hoặc là anh Cao Sơn đó, nói chung là cái trắng bóng của anh Cao Sơn đó, cái tầm trắng thì cũng không có cao vì ảnh có tuổi rồi, nhưng mà nói về cái kinh nghiệm gình bóng trắng bóng là ảnh cũng rất là ok đó, hoặc là cái tay gì mà đánh chung với hay thường xuyên đánh chung với quý MC gì tốt MC các bạn, tay chị hai cũng cao cao quá, hình như là Khương cái gì á, Khương cái gì các bạn đó, Khương nó cũng có thể là đánh ok đó, bởi vì bước một ở dưới là có thể là có anh Trực hoặc là anh tài súng bàn rồi, như vậy nó sẽ ok rồi, bước một nó sẽ lên ok nó đẹp rồi đó, thì triển khai tấn công thì rất là ok các bạn đó, vì vậy là theo nhận định của mình như vậy đó các bạn. Rồi những anh em nào mà có góp ý gì thêm á, các bạn có thể comment ở phía dưới phần video để cho cái phần thảo luận, cái diễn đàn thảo luận của mình đó thêm hấp dẫn hơn đó. Rồi những bạn nào cảm thấy video này hay á, ủng hộ cho mình một cái like và một cái đăng ký gì cũng được. Rồi ok, Alo Bình sẽ đến với tất cả các bạn ở video kế tiếp về ba ba. Chào các bạn, bye bye.